Song Thành Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip này em xin giới thiệu đến cho các bác một siêu phẩm cặp loa Pioneer. Đây là một cái dòng siêu to khổng lồ các bác nhé. Em này là Pioneer CS63DX, một trong những cái dòng loa cổ của Pioneer. Và đây là đàn anh cả trong dòng họ nhà mắt võng của Pioneer. Con này thì có cái kích thước cũng như là cái trọng lượng thuộc phân khúc bậc nhất của Pioneer, xứng đáng làm đàn anh cả, làm bố của các cái dòng loa mắt võng. Đấy, em này còn trên cửa cả 99A các bác nhé. Pioneer 63DX ra đời vào những năm của thập niên 70 với cái kích thước rất là khủng, cân nặng lên tới 60kg cho cặp loa. Cặp loa này thì tổng thể thiết kế dạng thùng vỏ, dạng gỗ lạng và kích thước rất là to, chiều cao là 72, chiều rộng là 48 và chiều sâu của em này là 34cm, rất là khủng luôn. Đấy, cặp này thì sẽ phù hợp cho các bác chơi nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc băng cối, nhạc trữ tình rất là hay. Thùng loa có kích thước lớn cộng với thiết kế đẹp cùng với cái lưới căng mắt võng tạo nên cái giá trị đặc sắc cho cặp Pioneer CS63DX. Cặp này thì bên em tự tin là đẹp nhất Hà Nội tại thời điểm hiện tại. Một em hoa hậu vừa mới cập bến theo đường hàng không, sau là Trần đấu mạng tuyển chọn được một em rất đẹp, xin lên sóng cho các bác. Các bạn có thể thấy là cái phần lưới căng rất đẹp của cặp 63DX. Em này thì phiên bản lưới căng xanh mướt mát luôn. Đấy, giống như 99A. Đấy, logo vẫn còn. Đấy, rất là đẹp, nét căng các bác nhé. Đây, phía mặt phía trong đây. Đấy, còn rất là đẹp. À, rồi mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tháo cái tấm lưới căng còn lại của chiếc loa bên này. Đấy, thùng vỏ góc cạnh thì có lẽ các bác đã được nhìn thấy rồi. Rất là đẹp. Đây, cái căng này xuất sắc luôn. Cặp này thì 4 way, 6 speaker, tức là 6 loa trong một thùng. Đấy, tuyến loa rất là đẹp và căng mọng luôn. Đấy, rất là đẹp và căng mọng. Đấy, để em sẽ lau qua một chút bụi để em quay cho các bác nó được chi tiết hơn. Đây, không tìm được cái khăn đâu. Em sẽ quay chi tiết cho các bác. Một loa bát với đường kính 40, đấy, còn rất là đẹp, căng mọng như này, đấy, bát đẹp không tì vết các bác nhé, đấy, bát đẹp không tì vết luôn, zin nguyên bản mộc 100%, hai loa chung giấy, đấy, hai loa chép còi và một cái loa siêu chép kèn, toàn bộ họng còi này là một kim loại các bác nhé. Đây, các bác nhìn vào sâu phía trong sẽ thấy cái phần sắt xi 7 màu, đấy, của cái những cái loa chép này, đấy, toàn bộ ốc là chưa tháo khỏi khối thùng, sắt xi 7 màu. Loa bát thì mọng căng, loa mít thì cũng là căng mọng. Tiếp tục thì em quay cái phần tuyến loa bên này. Bên này thì cái thùng nó hơi bẩn một chút. Đây, các bác xem. Đấy, rất là đẹp luôn. Không một vết cấn, vết gợn gì các bác nhé. Hai cái loa chung này. Đấy, hai cái loa chép còi và một loa siêu chép. Đấy, thùng vách góc cạnh đây. Em này là sở trường là chơi nhạc vàng, nhạc bolero và những cái dòng nhạc băng cối. Đấy, rất là đẹp luôn, nét căng. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần hậu của cặp 63DX. Đấy, một cặp loa đẹp thì các bác nhìn cái phần hậu cũng có thể là đánh giá được rất là nhiều. Em này thì còn nguyên cả tem từ bên nước ngoài về. Đấy, tem từ bên nước ngoài về này, toàn bộ là còn rất là đẹp này. Cặp này thì trở kháng 8 ohm, công suất là 8W, rất là dễ ghép, có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Còn nguyên những cái phần tem của Pioneer vẫn còn đầy đủ các bác nhé. Đấy, cặp loa rồi vi tinh chỉnh. Đấy, xuất sắc luôn. Đối với cặp 63DX này thì thùng nó to cho nên là tiếng trầm của nó rất là tốt. Đấy, phần trung âm rộng và giải chép chi tiết len keng. Đấy, các bác xem. Đấy, ngoài nhạc vàng ra thì em nó cũng còn chơi được khá nhiều các cái thể loại nhạc khác. Và cặp 63DX đẹp xuất sắc này sau đặt trần. Có giá bán là 20.900.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu alo cho em. Đấy, số máy 098 358 6968. Xin nhắc lại, 20.900.000 đồng. Sau đặt trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship và một mức giá rất hợp lý cho một em hoa hậu. Các bác có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.